Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark Channel. Có thể thấy rằng những cái sản phẩm đến từ Apple mà cụ thể là iPhone thì luôn có một sức hút không hề nhỏ đối với những người dùng công nghệ của chúng ta. Bởi những thiết bị của họ thì có thiết kế đẹp mắt cùng với đó là sự mượt mà ổn định đến từ nền tảng iOS. Và đặc biệt đó chính là những cái tính năng mà khó có hãng nào có được. Đó chính là tính năng giữ giá. Khi mà cho đến thời điểm hiện tại, những chiếc iPhone 6 hay iPhone 6 Plus vẫn đang được bán ra tại rất nhiều hệ thống với mức giá của nó thì có thể nói là khá cao với tuổi đời lên tới là 4 năm. Theo tham khảo của mình tại hệ thống Mac Mobile thì mức giá của những chiếc iPhone 6 này thì nó đang có mức giá vào khoảng 3,3 triệu đồng cho phiên bản lock và xấp xỉ 4,5 triệu đồng cho phiên bản quốc tế. Vậy thì trong video này chúng ta hãy cùng nhau đánh giá lại chiếc iPhone 6 đã có tuổi đời là 4 năm cũng như là xem ở thời hiện tại chúng ta có đáng mua iPhone 6 hay không nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về phần thiết kế. Như đã đề cập ở ban đầu thì cho đến hiện tại những chiếc iPhone 6 của chúng ta thì đã bước sang đến cái tuổi đời là thứ tư. Như và như các bạn biết thì những chiếc iPhone 6 này là thế hệ đầu tiên mà Apple lắng nghe người dùng chúng ta khi nâng cấp kích thước màn hình to hơn so với thế hệ trước đây. Và kết quả thì chúng ta đã nhìn thấy rồi, bộ đôi iPhone 6 và iPhone 6 Plus đã làm nên thành công vô cùng vang dội cho Apple. iPhone 6 sở hữu thiết kế có thể nói là không hề lỗi thời ở thời hiện tại, khi mà cái kiểu thiết kế này thì nó vẫn được áp dụng trên những thế hệ iPhone 6S, iPhone 7 hay thậm chí là cả iPhone 8 mới nhất. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về phần phụ kiện, mà cụ thể đó chính là ốp lưng. Có thể thấy rằng chính vì cái chu kỳ thay đổi thiết kế khá là lâu cùng với đó là cái sản lượng bán ra thì rất là nhiều, nên trên thị trường hiện tại chúng ta có thể thấy rằng nó có rất nhiều phụ kiện dành cho những chiếc iPhone 6 nói chung hay là những chiếc iPhone nói riêng. Với chiếc iPhone 6 của chúng ta ấy, thì chúng ta có thể đến bất cứ một cái hiệu phụ kiện nào, chúng ta đều có thể mua được những chiếc ốp nào thì ốp cao su, ốp cứng, ốp mềm, các thứ rất là nhiều luôn. Và đấy chính là một cái điểm mà mình nghĩ rằng khiến cho người dùng rất yêu thích những cái sản phẩm Apple. Nói tóm lại về phần thiết kế thì iPhone 6 sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối với các góc, các cạnh được bo tròn cho cảm giác cầm nắm trong tay rất là thoải mái. Và ở thì hiện tại thì cái ngôn ngữ thiết kế này nó vẫn đang được rất nhiều nhà sản xuất khác học tập. Và duy chỉ có một điểm mà người dùng không yêu thích trên những chiếc iPhone 6, iPhone 6S đó chính là chúng ta vẫn còn cái dải anten khá là vô duyên. Tiếp theo đó chính là về phần màn hình. Thì ở cái thời điểm năm 2018 này, cái tỷ lệ màn hình đã dần nâng cấp lên cái tỷ lệ mới 18:9. Tuy nhiên ý nghĩa thực sự của nó, của cái màn hình này thì nó chưa thực sự phát huy quá là nhiều ngoài việc là tối giản phần cạnh viền hai bên. iPhone 6 ra mắt cách đây khoảng 4 năm và sở hữu cái màn hình có độ lớn là 4,7 inch, độ phân giải thì vẫn là 750x1334 với cái tỷ lệ truyền thống là 16:9, đạt độ mà độ điểm ảnh là 326 ppi. Màn hình của máy thì có màu sắc chân thực, sắc nét, góc nhìn đặc biệt là độ sáng rất là tốt, giúp chúng ta có thể dễ dàng sử dụng ngoài trời. Với cái màn hình này thì chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu xem phim, chơi game hiện tại. Về phần cấu hình thì iPhone 6 sẽ sở hữu cấu hình với con chip Apple A8 cùng với bộ nhớ RAM là 1GB. Và chúng ta sẽ có bộ nhớ trong tùy chọn là 16, 32, 64 và 128GB. Với cái mức giá như đã đề cập ở ban đầu thì chúng ta sẽ có thể sở hữu phiên bản bộ nhớ trong là 16GB. Với cái dung lượng như vậy thì mình nghĩ rằng nó vẫn có thể đáp ứng những nhu cầu cơ bản của bạn. Các bạn có thể chơi vài tựa game nhẹ này, chụp ảnh, quay phim. Nếu các bạn quay phim quá nhiều thì các bạn có thể là sử dụng cái kho lưu trữ trực tuyến như là Google Drive hay là Google Photo cũng hoàn toàn ok. Và câu hỏi các bạn đặt ra ở thời hiện tại đó chính là cái sản phẩm này nó còn ổn định hay không? Hay có thể chơi những cái tựa game nặng ở mức đồ họa cao nhất hay không? Thì câu trả lời đó chính là không. Với con chip đã có tuổi đời là 4 năm cùng với dung lượng RAM chỉ dừng lại ở mức là 1GB thì mình dùng và mình đã từng thấy cái hiện tượng giật lag. Đặc biệt là nếu các bạn đang sử dụng những thiết bị mới hơn như kiểu iPhone 6S hay iPhone 7 mà quay lại sử dụng những chiếc iPhone 6 này thì dễ dàng cảm nhận được cái điều đó. Tuy nhiên đấy là khi chúng ta xét với người đàn em của nó. Còn khi xét sang những đối thủ Android thì iPhone 6 vẫn hoàn toàn để cạnh tranh sòng phẳng với những cái đối thủ Android trong cuộc vượt cúp. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà ở thời hiện tại những chiếc iPhone 6 vẫn là một trong những sản phẩm bán chạy nhất tại cửa hàng Mobile. Tiếp theo đó chính là phần camera. iPhone 6 sở hữu bộ đôi camera lần lượt là 8MP camera sau và 1.2MP camera trước. Chiếc máy này vẫn hoàn toàn thể đáp ứng những nhu cầu chụp ảnh thường ngày của chúng ta. Đặc biệt là camera của máy có chế độ tự động làm việc rất hiệu quả, tốc độ bắt nét và lưu hình cực kỳ nhanh. Chất lượng thì cũng tốt khi so sánh với cùng phân khúc. Và cuối cùng là thời lượng pin, với lần cập nhật gần đây nhất đó chính là phiên bản iOS 11.2.6
thì ngoài việc chúng ta sẽ có thêm không gian lưu trữ của bộ nhớ trong thì mình cũng cảm thấy rằng phần nào nó cũng cải thiện hơn về phần pin. Có thể rằng với những chiếc iPhone ngoại trừ dòng Plus thì pin chưa bao giờ là một điểm mạnh. Với viên pin chỉ là 1810 mAh thì việc một ngày các bạn sạc đến 2 hoặc là 3 lần trên những chiếc iPhone 6 là điều không quá là ngạc nhiên. Tổng kết lại thì chúng ta đã cùng nhau nhìn lại chiếc iPhone 6 đã bước sang tuổi đời thứ tư. Có thể thấy rằng đây chính là một thiết bị có thiết kế đẹp vĩnh cửu, thao tác cầm nắm sử dụng rất tốt, màn hình sẽ là 4,7 inch đủ dùng với những nhu cầu cơ bản của chúng ta. Còn chiếc Apple A8 cùng với dung lượng RAM 1GB vẫn có thể đáp ứng tốt những nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Camera thì khá tốt, chừng đó là những cái điểm mạnh cộng với mức giá chỉ vào khoảng 4,5 triệu đồng trong phiên bản quốc tế, đặc biệt với phiên bản lock chỉ là 3,3 triệu đồng. Thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một lựa chọn rất tuyệt vời nếu các bạn yêu thích những cái sản phẩm đến từ Apple. Còn các bạn thấy sao về sản phẩm này thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía phần bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mac Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group Mac Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mac Mobile nhé.